Hi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và lâu lâu rồi mình không làm video về Sony ZV1 đúng không? Thì hôm trước mình có tình cờ mình xem được một cái video hướng dẫn quay slow motion ở trên cái con Sony ZV1 này khá là ngon. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người quay thử cái video slow motion ở trên cái con này xem nó ok không nhá. Và để quay video slow motion thì trước hết là mình cần có một cái chân máy. Tại vì là phải có chiếc máy là lý do, vì nếu mà quay slow motion mà siêu chậm mà không có chân máy thì nó rung thì nó khó chịu lắm, nên là mình nên có một cái chân máy. Thực ra cũng vẫn quay được nhưng mà có chân máy theo mình thì vẫn hơn. Tiếp theo đó, một số đạo cụ để mình quay như là cái cốc nước mình làm demo lúc nãy, thì mình cần một cái cốc nước và một cái cốc đựng nước như này để rót sao. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhé. Và trước khi mà mình quay thì mình sẽ setup ở trên cái máy nhé. Thì mình sẽ bật máy này và mình vào phần menu này, sau đó ở trên cái mục mà máy ảnh số 2 movie 1 ở trang thứ nhất ấy, đây này, thì mình sẽ vào cái phần HFR. Chỗ này mình sẽ chọn là 50p và 50m là cao nhất. Frame rate thì mình để 1000, nhưng mà nếu mà mọi người muốn nó không chậm quá ấy, chọn 500 hoặc là 250 cũng được. Nhưng mà trong video này mình muốn quay super slow motion, tức là siêu chậm đấy, nên là mình sẽ chọn 1000 luôn. Mọi người muốn nó chậm vừa thì có thể chọn 500 hoặc 250. Ok, cái phần là chất lượng này thì mọi người chọn quality nhá, cho nó cao. Phần start trigger này thì sẽ chọn start, tức là nó sẽ video bắt đầu ghi khi mình bấm vào cái nút này. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái mục mà chọn chế độ nhá. Thì ở đây mục mode này, khi mà mình set xong phần menu rồi thì mình chọn sang phần mode. Mode này thì mình chọn phần lăn là này. Mọi người sẽ lăn sang phần HFR nhá. Đây, HFR. Mục này thì mình sẽ chọn P để cho nó dễ dùng nhá. P nó sẽ lấy nét cho mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay thử mọi người một đoạn nhé. Và đây thì mình đã lắp máy ảnh vào chân rồi này, và mình có một cái cốc nước ở đây rồi đó. Mình có sẵn một cốc nước, mình có sẵn một cốc nữa có đựng nước ở đây, thì mình sẽ quay video là đổ nước vào cái cốc này thật chậm. Thì bây giờ mình sẽ lấy nét ở trên này trước nhé. Trong khi mà mình ấn chuyển sang cái nút mode này, HFR này, thì mình ở cái chế độ này mình có thể lấy nét bằng tay luôn ở đây. Tức là mình chọn điểm ở trên màn hình này, nó sẽ lấy nét vào đây trước. Sau đó mình thì chỉnh sáng tối nếu mà cần, như là đây mình dùng đèn thì nó đủ sáng rồi nên là không cần phải chỉnh ở đây nữa. Thì khi mà set sáng này, set lấy nét xong thì mình sẽ ấn vào đây để nó chuyển sang cái chế độ là khi mình ấn cái nút này là nó bắt đầu nó ghi cái sự kiện quay chậm đấy lại. Thì khi mà mình ấn cái nút này, nút quay này, thì nó sẽ bắt đầu nó ghi nhá. Thì mình cũng sẽ thực hiện cái động tác quay chậm cùng với lúc mình ấn cái nút này nhá. Mình sẽ đếm này, 1, 2, 3. Đó, nó nhanh lắm, nó chỉ một tích tắc thôi. Thì mọi người nhớ là làm hai động tác này cùng nhau nhá. Và bây giờ cái máy ảnh nó sẽ bắt đầu tạo ra cái video quay siêu chậm cho mình. Thì nó có preview đây, mình có thể xem được luôn. Khi mà nó tạo xong cái file rồi thì mình sẽ có một cái file mà mình cho vào máy tính để mình dựng thôi. Khá là đơn giản đúng không nào? Ở đây mình xem mình đã thấy nó khá ấn tượng rồi. Tí mình sẽ cho mọi người xem lại xem cái kết quả của mình nó có ok không, nó ổn không. Nhưng mà mọi người chú ý là cái file này chất lượng nó sẽ không cao lắm nhá. Độ đơn giản nó không cao lắm. Chắc có thể là do cái máy ảnh này nhỏ, cái chip xử lý hình ảnh này của nó cũng chưa phải loại xuất sắc ấy, nên là nó không ghi độ phân giải cao hơn. Vừa rồi thì mình đã cùng mọi người làm ra một video rất ấn tượng từ cái máy ảnh Sony ZV1 này. Sắp tới thì mình sẽ có một vài chủ đề nữa về cái máy ảnh Sony ZV1. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.